ngợi khen và cảm tạ chúa một lần nữa chào mừng từng ông bà anh chị em cô bác anh chị các cháu có mặt ở trong đền thờ buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta cùng thờ phượng chúa tại đây ở long biên tại thanh xuân và tại nhà riêng của mình qua livestream chúng ta đã bao giờ nghe câu nói chạy đường trời chưa ạ có bao giờ nghe chưa ạ à ý của câu đấy thế nào ạ ý của câu đấy là chạy nhưng không bao giờ không bao giờ thoát hãy nói về người kia bên cạnh là có chạy đường trời à. trong cuộc đời này chúng ta trốn chúng ta tránh chúng ta đi đường khác nhưng mà có một con đường chúng ta không bao giờ tránh được đó là không bao giờ tránh được cặp mắt cũng như là những công việc và sự đeo đuổi của đức chúa trời có những người ở đây Chúa đã dõi theo, đã đuổi theo, đã bám theo cuộc đời của họ đến 6, 7, 80 năm. Sau đó họ mới chịu gì ạ? để Chúa dắt về. Mặc dù họ biết rằng họ không thoát khỏi con mắt của, của Đức Chúa Trời. Thưa ông bà, anh chị em, buổi sáng ngày hôm nay, Thánh Nhật thứ ba của tháng 5. chúng ta đang sống ở trong những Thánh Nhật của những tuần sau phục sinh mà nơi đó các môn đồ của Chúa Giêsu cách đây hơn 2.000 năm đang chờ đợi ở trên phòng cao, đang nhóm riêng ở trong những căn cửa phòng đóng cửa để kêu cầu với Đức Chúa trời và lòng của họ đang mở ra với thần linh của Chúa và cũng trong tháng năm này chúng ta đang ở trong mùa chúng ta suy gẫm và ngước nhìn không phải bằng cặp mắt thịt của chúng ta mà bằng cặp mắt lòng của chúng ta bằng cặp mắt tâm linh của chúng ta về những quang cảnh của của thiên đàng, về những cái khung cảnh vượt lên trên đám mây mù của quả đất này, có những điều đang diễn ra thật là lớn lao, thật là vĩ đại, thật là siêu tưởng tượng cũng không thể nào nghĩ ra được, nhưng mà những khung cảnh đó đang diễn ra và đấng ngự trên ngai là Đức Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, là sư tử của dư đoa đang cai trị và gì ạ? Và Ngài đang sai phái các tạo vật của Ngài để thực hiện những điều lớn lao trên quả đất này và rồi các thần linh của Ngài đang đuổi theo cuộc đời của bạn. Hãy nói với người bên cạnh bạn có chạy đường trời nói đi ạ. Và, và chúng ta đều biết rằng có nhiều người trong chúng ta khi chúng ta nghe đài báo xem TV hoặc là lướt tin ở trên web Chúng ta cảm thấy hoảng sợ vì rất nhiều điều kinh khủng đang diễn ra trong quả đất này Nhưng với khúc kinh thánh chúng ta vừa đọc buổi sáng ngày hôm nay Chúng ta biết rằng là gì ạ? Chúng ta biết rằng các biến động dữ dội ở trong thế giới này đều có nguồn cơn của chúng ở ở trên trời Vừa rồi chúng ta đọc Khải Huyền đoạn 6 thấy Chúa mở các ấn đúng không ạ? tổng cộng là mở mấy ấn ạ à? bảy ấn một tuần có mấy ngày ạ à? bảy ngày cầu vồng có mấy sắc ạ à? bảy sắc đúng không nhạc có mấy nốt ạ à? tất cả những gì con số bảy là con số của đức chúa trời nói đến sự hoàn hảo không thiếu điều gì của đức chúa trời và đức chúa trời làm một cách trọn vẹn chi tiết từng ly từng tí một và khi đấng mở bảy ấn trên con của đức chúa trời mở ra đó mục đích không phải là để làm cho người tin Chúa hoảng sợ chết khiếp đi được Mà mục đích là để họ nhận biết được Chúa Trời Và vâng lời của Ngài Thay vì vẩn vơ ở trong cái quãng đời tăm tối này Một cách vô định và vô ý nghĩa Amen Loài người ngoài kia không nhận biết Chúa Thì có rất nhiều sự sợ hãi Có rất nhiều sự hoang mang Họ sống gấp và chết trẻ Đúng không ạ? Nhưng loài người trong Chúa thì khi nhìn thấy rõ thì phải tin cậy hơn Và khi tin cậy hơn phải vâng lời hơn Và vì vậy trong buổi sáng ngày hôm nay khi chúng ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu không phải là một ông phóng Không phải là một bức tượng ngồi yên một vị trí để chúng ta cứ ngắm như thế Và tập trung tư tưởng vào đó Chúa là đứng ngự trên ngai ở trên các sinh vật có bánh xe Truyền động ở trên vòm trời và từ ngai phát ra lửa và sấm sét và Chúa Giêsu là đấng mở các ấn và từng ấn một những điều sẽ xảy ra trên quả đất này. Chúng ta sẽ đi từng phần một trong buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta biết rằng những điều Chúa cho xảy ra trên quả đất này chúng ta gì ạ, à, chúng ta không thể tránh khỏi. Chúng ta không thể cưỡng lại và chúng ta cũng không thể thoát được cái ánh nhìn và sự dõi theo của Đức Chúa Trời. Cuộc đời ngày hôm nay chúng ta đi đâu? Trong thời gian vừa qua hầu như chúng ta đều bị truy vết có đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cài cái phần mềm PC Covid vào trong máy chúng ta đi đâu thậm chí chúng ta vào trong nhà vệ sinh người ta cũng có thể biết được, đúng không ạ? Đấy con người còn truy được như thế thì hãy nói với cái bên cạnh là gì ạ? Không giấu được Chúa đâu, nói đi ạ. Nói đi ạ. Không giấu được Chúa đâu. Oh, và vì vậy các ấn Đức Chúa Trời mở ra nó đều đang được mở ra ở trên quả đất này có một số tà giáo ngày nay họ đi gặp mon men đến các cái các bà các cô bán ngoài chợ nói là muốn đến với chúa ấy thì phải được mở sáu đến bảy ấn và sau rồi học mở kinh thánh là họ mở cho mình và họ nói là họ mở ấn nhưng mà làm gì có cái chuyện đấy họ úm ba la đúng không ạ chỉ có chúa giêsu ở trên trời mới là đấng mở mở ấn đúng không ạ nên là đừng để họ bịp mình hả chỉ có chúa mới là đấng mở ấn và ngày nay ngài đang mở ấn bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn vào sáu ấn đầu tiên sáu ấn đầu tiên có ba phần phần thứ nhất là nói về những cái sự kiện mà chúa ra lệnh ở trên trời cho các cái sinh vật thiên đường hay là các cái sinh vật dị thường ở trên trời thực hiện những cái công việc của đức chúa trời ở trên quy mô của toàn quả đất này có đúng không ạ quy mô của toàn đất và chúng ta nhìn thấy cảnh tượng bốn con ngựa một con ngựa màu đỏ đúng không ạ một con ngựa một, một con ngựa màu trắng một con ngựa màu đỏ một con ngựa màu đen và một con ngựa màu xanh xám nghĩa là xanh lướt cỏ bợ đúng không ạ xanh xanh xám ngoét nghĩa là xanh bệnh tật đó thì chúng ta nhìn thấy cảnh của bốn con ngựa này chúng ta biết rằng đây là cảnh mà Chúa Giêsu sai sai các sinh vật dị thường hay là các sinh vật quái dị, hay là gọi là mà ngày nay cả trẻ con nó đọc cái các cái chuyện những sun Goku nó gọi là các siêu hợp thể ở trên trời nó là cái gì mặt thú này mà mặt bò mặt sư tử mặt người và mặt đại bàng rồi có sáu cánh này dưới cánh có có cánh tay này và rồi thì di chuyển trên những bánh xe đầy những mắt này đó là bốn sinh vật quanh ngay và đó là các cherubim và các seraphim và bốn sinh vật này sẽ nhận lệnh từ Chúa Giêsu để thực hiện các mệnh lệnh đó và bốn sinh vật đó được sai bốn con ngựa bốn con ngựa một con màu trắng một con màu đỏ hay là màu hồng một con màu một con màu gì ạ? Một con màu đen và một con màu màu xanh. Và chúng ta khi đọc bốn con ngựa thì chúng ta nhìn xem là gì? Chúng ta cùng nhìn khi chiên con tháo ấn thứ nhất, tôi nghe một sinh vật ở trước ngai gọi vang như sấm, lại đây. Tôi thấy một con ngựa trắng, người cưỡi ngựa tay cầm cung được trao cho một vương miện ra đi như một vị anh hùng bách chiến bách thắng. À, ở đây chúng ta nhìn thấy ở trong sáu ấn đầu tiên có sáu nói bốn con ngựa và gì ạ bốn con ngựa này trong bốn ngựa có con ngựa trắng con ngựa trắng này được trao vương miện và tay cầm gươm ra đi bách chiến bách thắng nó nói đến cái việc con người được ban cho quyền để chinh phục hả cái cái quả đất này chinh phục các miền đất mới chinh phục uh, khoa học công nghệ Chinh phục tất cả những cái từ trên không trung, ở trên mặt đất này đến ở dưới rừng sâu, à, ở dưới biển sâu và tận trong rừng thẳm. Loài người được ban, được dựng lên theo hành tượng, ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và các thiên binh trên trời trao quyền để đi xuống đất này và có một cái sự chinh phục quả đất và, và vũ trụ này. Chúng ta có nhìn thấy chinh phục không ạ? À, ngày nay chúng ta rất nhiều thấy cái cuộc viễn trinh người ta chinh phục Bắc Cực, Nam Cực, tận dò tận đáy biển, lên tận trên khung tung không trung hay là những ngày này chúng ta nhìn thấy ông Elon Musk, ông ấy phóng những cái tên lửa lên, lên trên vệ tinh. Đó là cái quyền năng hay là cái quyền lực chinh phục quả đất tạo vật này. Đức Chúa Trời ban cho loài, loài người, đúng không ạ? Và hình ảnh con ngựa, con ngựa trắng tay cầm gươm bách chiến bách thắng này nó nói đến cái sự ban cho về quyền phép chinh phục của Đức Chúa Trời trên cái vũ trụ này và trên quả đất này. Amen. Hả? Vậy thì cái quyền chinh phục đấy có phải của con người không ạ? Hả? Hãy nói với người bên cạnh đừng tưởng là sức của bạn, đúng không ạ? Đừng nói điện, đừng tưởng là sức của bạn. Bởi vì loài người thường là thích gì khoe khỏe, đúng không ạ? Ha? khoe oai khoe tài khoe giỏi mình hơn phân người khác tất cả những điều mà con người làm được và chinh phục được đều đến từ ngay của đức Chúa Trời đều đến từ trên con Amen chúng ta suy gẫm về bốn con ngựa sau đó chúng ta sẽ suy gẫm về điều xảy ra cho dân chúa và rồi chúng ta sẽ suy gẫm về điều xảy ra cho thế giới này trong 6 ấn đầu tiên bây giờ chúng ta nhìn vào bốn con ngựa tôi đã nói về con ngựa con ngựa trắng được ban cho gì ạ người cưỡi người cầm cung được trao cho, ban cho vương miện và người đi ra một vị anh hùng bách chiến bách bạch thắng nói đến cái tinh thần chinh phục quả đất chinh phục thiên nhiên chinh phục tạo vật của của đức chúa trời và khi con người ta đạt đến đỉnh cao của sự chinh phục cứ tưởng đấy là sức của của mình người ta người ta cóc cần đức chúa trời nữa người ta quên phớt lờ ngài Ngài đi cũng giống như người nay Nhiều người đã được lên đỉnh vinh quang Người ta phớt lờ gì ạ Cái tiền thân của mình như thế nào Đúng không ạ Con người quên mất rằng Tất cả những cái năng lượng Và những cái sức mạnh mà mình nhận được Đều không đến từ mình Mà đến từ Ngai của Đức Chúa Trời Chiên con ở đây chính là Chúa Giêsu bị giết Và sư tử Juda thể hiện rằng Chúa Giêsu sống lại Và có quyền uy mãnh liệt và cai trị đó Thì trên ngai đó chúa sai sinh vật đầu tiên nói rằng là gì ạ lại đây hay hãy đến tôi thấy một con ngựa trắng người cưỡi ngựa tay cầm cung được trao cho phương miện người ra đi như một vị anh hùng chinh phục bách chiến bách thắng bây giờ à, làm ơn mở câu kinh thánh để tất cả cùng theo dõi được không ạ à chúng ta đến câu thứ hai câu thứ ba là chúng ta cùng nhau đọc câu thứ ba hai bạn khi trên con tháo ấn thứ hai tôi nghe sinh vật thứ hai gọi lại đây một con ngựa hồng đi ra người cưỡi ngựa nhận một thanh gươm lớn và được quyền gây chiến tranh khắp thế giới khiến người ta giết hại lẫn nhau đúng không ạ à giết hại lẫn nhau hình như bản này khác với bản tôi đang đọc đúng không ạ à tài thật đấy rồi xin lỗi Vâng tôi sẽ mở lại đúng cái bản đấy khi chiên con mở ấn thứ nhì tôi nghe sinh vật thứ nhì nói rằng hãy đến một con ngựa khác màu hồng hiện ra người cưỡi ngựa được quyền cất hòa bình khỏi mặt đất để người ta giết hại lẫn nhau người cũng được ban cho một thanh gươm một thanh gươm lớn ở đây chúng ta nhìn thấy đây là biểu tượng của gì ạ biểu tượng của chiến tranh khi con người ta đạt được đến những cái đỉnh cao rồi bắt đầu con người ta gì ạ chúa cho phép con người ta À, vì tội lỗi vì sự vô tín vì không nhận biết được chúa trời không thợ lạy đấng sáng tạo mà coi những cái tạo vật và năng lực của mình như là cái nguồn lực chính và vì vậy thì chúa sai sinh vật thứ nhì để cho xuất hiện dấu hiệu thứ hai là con ngựa màu đỏ nó nói đến cho gì ấy, cất hòa bình khỏi mặt đất là cho loài người giết hại lẫn nhau từ khi chúa giêsu đến cho đến ngày nay là hơn 2.000 năm, 2022 năm chúng ta có nhìn thấy cái cái sự thật này xảy ra trên đất không ạ? Có ngay tại thời điểm này thôi quy mô của cuộc chiến chiến tranh giữa Nga và Ukraine, Nga xâm lược Ukraine bây giờ đã cuốn gần như cả Liên minh châu Châu Âu vào, cả khối NATO vào và rồi khi bên đó đang 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 chiến tranh thì Châu Á Thái Bình Dương cũng đang dập dình biến động. Biển Đông đang nóng lên như lửa từng ngày và có thể rằng có những cái cuộc đụng độ khốc, khốc, liệt xảy ra ở ngoài biển, xảy ra ở trên đất liền giữa ở Trung Quốc ở tại Biển Đông và các nước có cùng dịa, có cùng tuyên bố chủ quyền rồi lại ở eo biển Đài Loan, rồi lại bên eo, biển Hoa Đông ở Nhật Bản và tất cả những điều này đang trực nổ ra và rồi tại Trung Đông giữa Israel và Iran khối Ba Tư và Babylon đang chuẩn bị ra vũ khí dường như là có một cuộc chiến tranh thế giới bùng nổ toàn toàn cầu bất cứ lúc nào và dường như là bây giờ ấy, nó chỉ còn là tính bằng gì ạ à, nó còn tính bằng ngày bằng tuần bằng tháng và một vài năm thôi chúng ta nhìn thấy đây là đây là biểu hiện rằng chiên con vẫn đang cầm trịch và cho phép xảy ra và cất đi hòa bình trên đất ông bà anh chị em có tránh khỏi không ạ có trốn được không ạ trốn Hãy nói với người bên cạnh chạy đường trời đi ạ Vâng Và vì vậy để chúng ta không khiếp sợ Chúng ta phải tin vào đấng ngồi Ngồi trên ngài chỉ có Chúa Giêsu mới cứu được chúng ta thôi Còn đâu chúng ta có làm năm bảy cái khóa khóa cửa nhà mình Thì sao ạ Một quả rocket nhỏ thôi nó có thể phá tan cả một cái Cái nhà Bởi vì điều này là điều Chúa cho phép xảy ra Đây là lập trình của Đức Chúa Trời và Chúa nói rằng là thời gian không còn nhiều ngày hôm nay là ngày cứu rỗi nếu ngày hôm nay ông bà anh chị em nghe rằng Chúa Giêsu đã đến thế giới này chết trên thập tự giá đổ máu để tội lỗi được tha linh hồn được cứu và đến ngày thứ ba Chúa sống lại thì mau chạy đến với Chúa Giêsu bởi vì những điều kinh khủng sẽ xảy ra trên quả đất này chúng ta biết rằng dịch cúm tàu chưa qua thì viêm gan bí ẩn đã đã đến có đúng không ạ nó cứ nối đuôi nhau như thế và Chúa nói hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh lo âu Hãy đến cùng ta Amen à. Thưa ông bà anh chị em Con con ngựa thứ ba Khi chiên con mở ấn thứ ba Chúng ta cùng nhau đọc câu 5 ạ à. Câu 5 đến câu 6 à. Câu 5 đến câu 6 à, Bộ phận trình chiếu lưu ý giúp ạ à. Chúng ta cùng nhau hai bạn Khi chiên con mở ấn thứ ba Tôi nghe sinh vật thứ ba bảo Hãy đến họ nhìn xem kìa là một con ngựa ô người cưỡi ngựa tay cầm chiếc cân tôi nghe dường như có tiếng ở giữa bốn sinh vật nói rằng một đơn yê một đấu lúa mì một đơn yê ba đấu lúa mạch nhưng dầu và rượu chớ có động đến à chúng ta thấy chúa bao giờ cũng cho nhìn thấy nhìn thấy nhìn thấy và nghe nghe thấy đối với điều thứ ba này chúa cho chúng ta nhìn thấy con ngựa màu 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 đen đúng không ạ tuần vừa rồi giá xăng lên bao nhiêu tiền rồi ạ Bao nhiêu tiền rồi ạ? À, tăng phi mã đúng không? Từ chỗ 14, 15 nghìn bây giờ đã lên trên 30 nghìn rồi. Hãy nói với người bên cạnh khủng hoảng kinh tế đấy. Nói đi ạ. Nói đi ạ. Nạn đói, khủng hoảng kinh tế. Đúng không ạ? Ở đây nói đến gì ạ? Thứ nhất là chiến tranh. Đúng không ạ? Thứ hai là khủng hoảng kinh, kinh tế. Tôi nghe dường như có tiếng ở giữa bốn sinh vật nói là đã định trên trời rồi. Cái điều này là trời trời định đúng không ạ giá vàng đang tranh vanh đúng không ạ ha và ạ à? tiền thì mất mất giá vật giá leo leo thang tất cả mọi cái đang tăng đúng không ạ đất sốt lên đúng không ạ và ạ à? các công trình xây dựng mọc lên các đồng ruộng thu hẹp lại thì gạo lúa lương thực sẽ ít đi và người ta sẽ chết đói có đúng không ạ mọi người mải chạy ra thành phố để kiếm ăn nhưng mà quên đi ruộng vườn của mình đó mới là cái nuôi nuôi sống mình và rồi thì các city, các thành thị phình to ra, các nông trang, các nơi trồng trọt thu hẹp lại và dần 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 con người ta sẽ thấy rằng cái sợi xích kinh tế nó sẽ thít cổ mình cho đến lúc mình nhận ra rằng mình không gặm cái tivi ra mà ăn được, mình không gặm cái máy tính ra mà ăn được, mình không gặm bê tông ở nhà mình ra mà ăn được. Bởi vì sao mình đã quên mất rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất này mọi cái đều có mục đích và mình bị bỏ lỡ đi rất nhiều điều trong cuộc đời này. Chính vì thế mà mà mình sống gấp chết trẻ Và không nhận biết được rằng Những điều khủng hoảng lớn sẽ xảy đến trên quả đất này Một đơn nghe, một đấu lúa mạch Một đơn nghe, ba đấu, một đấu lúa mì, ba đấu lúa mạch Nhưng dầu và rượu thì đúng Đụng đến đấy là thứ hàng xa Xa xỉ Nghĩa là gì ạ? Chỉ đủ để có tinh bột nhét vào bụng thôi Cũng là sướng rồi Có đúng không ạ? Đó là cái điều Đấy, đấy, là cái nạn đói nó sẽ xảy đến trên khắp thế giới này nó đang xảy đến rồi thật ra là ngay thì giờ ông bà anh chị em đang ngồi mát như này đúng không sáng nay có xôi có phở có bún cho vào bụng là sướng nhưng 27 triệu người châu phi kia đang chết chết đói đúng không và dần dần nó sẽ lan sang châu âu nó sẽ lan sang châu á và vừa vừa rồi ở bên châu âu gì Vừa lúa mì và lúa mạch và hạt hướng dương ở nga và ukraine bây giờ chiến tranh không xuất khẩu được đúng không và vật giá leo thang đến bốn năm mươi chúng ta thấy đấy là cái điều tiếp theo đó là nạn đói con ngựa đầu tiên nói đến con người chinh phục khoa học kỹ thuật rồi là thiên nhiên tưởng kinh lắm sau là đánh đánh nhau chiến tranh xong là đến nạn nạn đói hãy nói với người bên cạnh chưa hết đâu nói đi ạ chưa hết đâu nào chúng ta sẽ đọc tiếp ạ tiếp đến câu thứ 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 bảy ạ từ câu thứ bảy đến câu thứ tám chúng ta cùng nhau ạ xin chúng ta cùng đọc hai bạn Tôi nghe sinh vật thứ tư nói rằng Hãy đến khi nhìn xem kia một con ngựa xanh xám Người cưỡi ngựa tên là Sự chết và âm phủ Theo sau nó Họ được quyền trên một phần tư đất Để giết bằng gươm giáo Đói kém, dịch bệnh Và các thú dữ trên đất Chúng ta thấy chưa ạ Bây giờ là đến cái con ngựa thứ tư Con ngựa màu xanh xám Và đi theo sau nó là sự chết và âm phủ Nghĩa là kể cả thần chết và âm phủ Cũng phải theo lệnh của của Chúa Giêsu nên là gì ạ khôn hồn thế tin Chúa Giêsu để được được cứu hả hãy nói bên cạnh hãy khôn hồn tin Chúa nói đi ạ à. ở việt tiếng việt không cần nói là về khôn ngoan tỉnh thức nghe nói cứ khôn gì ạ à không phải là khôn lỏi không phải là khôn danh nữa không phải là khôn vặt mà khôn khôn hồn nghĩa là khôn hồn là trong hồn linh của mình phải có sự khôn khôn ngoan để mà chạy đến với với Chúa Giêsu bởi vì sự chết và âm phủ cũng là công cụ của Chúa và chúng ta nhìn thấy nhá à chiến tranh này à, khủng hoảng kinh tế này bệnh dịch này và các cái thú dữ trên đất sẽ tiêu diệt chúng ta biết rằng cái từ thú dữ nó không chỉ là những con sư tử hay con hổ con báo con gấu đâu trong thời gian tới thú dữ trên đất là những cái con thú robot chúng ta đã bao giờ nhìn thấy những con thú robot chưa nó có camera nó có Uh, người máy nó có súng ống và gì ạ bắn nó lấy gậy đập nó nó cũng không chết chưa à những con đấy nó sẽ đến trên quả đất này vừa rồi tôi thấy ở thượng hải người ta quay một cái clip là gì 26 triệu người thượng hải bị nhốt như cún ở trong các bao diêm hay là các cái căn hộ chung chung cư có đúng không ạ và rồi thì đường phố vắng hoe heo chỉ có những người mặc áo trắng trông giống như những bóng ma đi quanh thành phố và có một con thú nhưng con thú này không phải là con thú mà có máu có huyết như con thú trời trời tạo ra mà con thú robot nó cưỡi trên trên lưng của nó cái loa phường và nó đi xung quanh nó bảo cấm mọi người không ra ngoài ra ngoài ngoài nó bắt đúng không ạ và nó là gì nó là con robot bốn chân nó đi quanh nó gì ạ nó ai ra khỏi là nó có camera nó quay lại à Chúa cho phép những điều này xảy ra con thứ nhất nó nói đến cái sự chinh chinh phục cái cảm giác con người ta được 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 chinh phục được chiến thắng và thiên nhiên vạn vật nhưng mà đến thứ hai là gì chiến chiến tranh đến thứ ba là khủng hoảng kinh tế nạn đói và đến thứ tư đó là cả ba cái chập lại cộng với lại bệnh bệnh dịch và chúng ta nhìn thấy và vì sao loài người chỉ đi đi tìm vaccine đi tìm thuốc tìm cách gì ạ lọc máu công nghệ cao của đức tất cả các thứ để tìm cách để, để để bảo đảm cho mình tất cả những cái điều đấy đều làm chúng ta trở nên nô lệ chỉ có bằng cách tin cậy nơi Chúa Giêsu đọc ăn nuốt lời của ngài bởi vì Chúa nói rằng ấy là bởi lời ta các ngươi được tinh sạch thuốc tốt nhất đấy. đấy là ăn uống lành mạnh sống điều độ và ăn nuốt lời Chúa Amen à hãy nói với người bên cạnh là hãy yêu mến lời Chúa nói đi ạ ừ. Nhiều người cười khẩy với cái quyền kinh thánh để quyền kinh ấy mà cái quyền kinh ấy mà kinh lắm, không đọc. Và sao ạ? Và khi không đọc ấy, người ta không phải là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì mới mới sống và mạch của sự sống ở trong kinh thánh. Amen. À. Hãy nói với người bên cạnh về ngày hôm nay phải đọc kinh thánh nói đi ạ. Bởi vì tôi biết rằng nhiều người đi nhà thờ đến cuối cuối tuần đến chủ nhật thì mới đọc kinh thánh. 7 ngày trong tuần là mình lờ lờ lơ đúng không ạ? Chúa nói tay này vào tay Tay kia nhưng phải đọc kinh thánh Tiếp theo Vậy chúng ta đã đi qua bốn con ngựa Đầu tiên ngựa trắng, ngựa đỏ, ngựa đen và ngựa xanh xám Bốn con ngựa này đều đang đều đang xảy ra trên trên quả đất này Nó xen kẽ lẫn nhau, nó đuối đuôi nhau Có đúng không ạ? Không phải là cứ con này xong mới đến con Con kia mà nó gì ạ? À? Liên tục nhận lệnh và nó đi nó đi ra và việc nọ nó xảy ra nó trồng chéo với việc kia và nó làm cho thế giới này thất điên ba đảo à, không phải là bốn con nó con này đi xong quay về con kia mới đi đúng không ạ mà cứ nó cứ nối đuôi nhau và việc nọ nó trồng lên việc kia nó lợp ngói sen kẽ với nhau và nó khuấy đảo quả đất này bây giờ chúng ta đi đến ấn thứ năm vậy điều xảy ra cho con dân chúa điều xảy ra cho con dân chúa đến ấn thứ năm chúng ta cùng nhau đứng dậy ạ để cho máu huyết lưu thông và chúng ta đọc kinh thánh lời của chúa ngấm vào đâu thì chúng ta linh hồn chúng ta sẽ được yên yên ổn sâu đến đó lời kinh thánh ngấm vào đâu thì tâm linh của chúng ta sẽ được mở ra đến đó thân thể của chúng ta sẽ được khỏe mạnh trở lại và chúng ta chuẩn bị cho điều sắp đến xin chúng ta cùng đọc hai bạn khi chiên con mở ấn thứ năm tôi thấy dưới bàn thờ có linh hồn của những người đã bị giết vì lời đức chúa trời và vì lời làm chứng của họ họ kêu lớn tiếng rằng Lạy Chúa là đấng thánh và chân thật Còn bao lâu nữa Chúa mới xét đoán vì máu chúng tôi Mà báo thù những kẻ ở trên đất Mỗi người trong số họ được ban cho một áo dài trắng Và được bảo phải an nghỉ ít lâu Cho đến khi đủ số những bạn đồng lao Và anh em của họ cùng bị giết như họ Chúng ta cùng ngồi Đây là điều xảy ra cho dân Chúa Chúng ta thấy cảnh là gì? Dưới bàn thờ, dưới ngai của Đức Chúa Trời trên trời có cái gì ạ? có linh hồn của các thánh đồ đã tử vế vì đạo à và gì ạ và rồi thì họ đang nôn nóng họ nhìn thấy những cảnh xảy ra ở trên quả đất này rồi họ nhìn thấy được là những cái điều kinh khủng xảy ra và họ cảm thấy gì ạ đau lòng cho những anh em của mình đang còn đang còn sống và họ nói rằng cho đến bao giờ sự báo thù của ngài mới mới đến thì lời của chúa nói là gì ạ à lời của chúa nói rằng An nghỉ ít lâu cho đến lúc đủ quota, đúng không ạ? Đủ số người, đủ hạn ngạch của những người bị đau khổ ở trên đất. Chúng ta biết rằng ấy, người nhiều người người ta đi, người ta giảng lời Chúa, ấy, tin Chúa ấy đi, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, khỏe được chữa bệnh, ABC, tất cả những cái điều đó nói không? Không sai. Nhưng tin Chúa, ấy, chúng ta cũng không tránh khỏi được cái sự khổ, khổ nạn và sự thử thách. Amen. Thật ra ấy, có những người không bị những cái khổ nạn này nhưng nhìn thấy anh em thân thiết của mình bị có khi họ còn đau khổ hơn có đúng không ạ nếu chúng ta thực sự yêu chúa thực sự yêu hội thánh chúng ta nhìn thấy tôi tới chúa bị đánh bị đuổi bị lăng mạ bị sỉ nhục rồi chúng ta nhìn thấy những người anh em bị giết về đạo chúa người không bị hề hấn gì có yên không ạ không đúng không ạ và những cái điều này nó sẽ xảy đến cho chúng ta hãy nói với người bên cạnh hãy mặc lấy tư tưởng chịu khổ nói đi ạ bởi vì sao không phải là khổ để khổ mà khổ rồi sau để để hạnh phúc và sung sung sướng khổ này là cái khổ để dứt đoạn khỏi cái tội lỗi và thế giới chết chóc này amen trong kinh thánh nói rằng anh em phải lấy cái tư tưởng chịu khổ làm mão mão trụ hay là làm mũ bảo hiểm đúng không ạ bởi vì những người đã chịu khổ về phần thể xác thì được dứt đoạn với tội lỗi ở trần trần gian này và chính chúa giêsu cũng là đấng chịu khổ để đền tội cho cho loài người thương anh ông bà anh chị em có những cái khổ không phải do tội của chúng ta hả mà nó do tội của người vô tín có đúng không ạ nó do tội của những người làm cho chúng ta khổ nhưng cũng có những cái khổ là do tội lỗi của chúng ta nó còn tồn động cho đến ngày hôm hôm nay và tội lỗi thì phải trừng phạt theo luật công bình của của chúa và vì vậy thì khi mà tội lỗi đã bị xử lý, thì đời sống tâm linh của chúng ta được buông thà. Nên là những người ở đây, họ được ban cho một áo dài trắng. Ai ở đây muốn được Chúa ban cho một áo dài trắng để được nghỉ ngơi ạ? À? Bảo dưỡng ạ. À, bao nhiêu người muốn ạ? À? Bao nhiêu người muốn ạ? À? Sao thập thò, Hay muốn mặc áo đen? Hay muốn mặc áo xanh xám? Bao nhiêu người muốn mặc áo dài trắng ạ? À? Vâng ạ. À. Xin những người giơ tay đứng dậy ạ. À, tôi cầu nguyện và tôi cầu nguyện cho những người đấy những người giơ tay đứng dậy tôi xin cầu nguyện bởi vì điều này nó sẽ xảy ra thưa chúa mỗi một anh em chúng con đã giơ tay nói rằng muốn mặc áo trắng chúa ban cho là áo vải gai mịn dệt tinh khiết về các việc lành con biết rằng trong cuộc sống này không hứa hẹn một bức thảm nhung sung sướng cho anh chị em chúng con đã có đang có và sẽ có những cái điều thử thách lớn xảy đến con cầu nguyện rằng chúa dứt linh hồn của họ ra khỏi những điều oái oăm và tội lỗi trong quả đất này để mỗi người ở đây được Chúa cho an nghỉ, được Chúa cho thành thơi, được Chúa cho thanh thản, mặc dù về phần xác thịt không sung sướng, nhưng về phần tâm linh và tâm trí được đổi mới ngày càng hơn. Xin ban ơn trên những người anh chị em này, thánh hóa đời sống của họ trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng ngồi. Ở đây chúng ta sẽ được Chúng ta cũng như các thánh đồ khi chịu khổ sẽ được ban cho áo dài trắng tinh khiết và sẽ được nghỉ nghỉ ngơi áo dài trắng này là các việc lành hay là việc công bình được dệt nên thành một cái tấm áo giáp nó nói đến cái sự tinh sạch mà Chúa sẽ tẩy rửa cái nhơ nhớp cái các cái vết sẹo các cái vết nám ám ở trên cơ thể của mình trên linh hồn của mình và cho mình được bọc được nghỉ ngơi ở trong sự mịn màng trong gai trong nhung trong lụa của Đức Chúa Trời thưa ông bà anh chị em người tin Chúa chúng ta nếu chúng ta tin Chúa chỉ để hy vọng mình sướng ở đời này thì chúng ta là những người khổ hơn hơn hết đúng không? Hy vọng của chúng ta là hy vọng được nghỉ ngơi cùng với các thánh đồ ở dưới chân bàn thờ chờ cho đến ngày đủ số, số lượng thì trời mới đất mới được lập lại và chúng ta được vinh hiển đồng cai trị với Chúa Giêsu Amen. Còn thế giới này nó càng ngày càng đi xuống, ai thích đi theo thế giới này cứ đi ngay bây giờ có thể đi luôn. Đúng không ạ? À? Có thể đứng dậy khỏi nhà thờ này Bây giờ tôi đi theo thế giới này tôi không đi theo Chúa nữa Không Đúng không ạ? À? Nhưng Chúa nói rằng ai thờ ta thì không được giật dẹo Không được chân trong chân Chân ngoài có đúng không ạ? À? Đã thờ thì thờ cho tử Tử đế đã không thờ thì Thôi đúng không ạ? À? à đó là điều mà Chúa muốn nói Và phải chờ đợi Phải biết chờ đợi Cái điều thứ ấn thứ sáu ạ à, Chúng ta cùng đi tiếp ạ à. Chúng ta cùng đi tiếp. Xin chúng ta cùng nhau đọc uh, câu 12 ạ. Chúng ta đồng đứng dậy ạ. Hai bạn các nô lệ và những người tự do đều trốn trong các hang và giữa các tảng đá trên núi. Họ nói với núi và các tảng đá rằng hãy đổ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt của đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của trên con vì ngày thịnh nộ lớn của các đấng ấy đã đến ai có thể đứng nổi. Chúng ta cùng ngồi. Cảm ơn Chúa vì cho chúng ta vẫn đứng nổi để đọc lời lời này đúng không ạ? Bởi vì cơn thịnh nộ Ngày thịnh nộ lớn của các đấng ấy đã đến Nó đang đến trên quả đất này Ai có thể đứng? Đứng nổi Nó nói đến cái điều xảy ra cho, cho toàn thế giới này Đấy là cái điều thứ ba trong sáu ấn đầu tiên Ấn thứ sáu rồi. xảy đến Bây giờ trăng máu xảy ra khắp nơi Có đúng không ạ? Mặt trời trở nên tối đen Và rất nhiều những cái cái hiện tượng tự nhiên kinh khủng đang xảy xảy ra trong trong quả đất này trời mùa đông giữa mùa hè, tuyết rơi giữa giữa mùa hè, mặt trăng trở nên như như máu ở Thiên Tân Trung Quốc, ở Trịnh Châu Trung Quốc, ở Jerusalem, ở châu Mỹ, ở châu Âu, ở châu Á và các vì sao trên trời đang rơi xuống xuống đất và những điều kinh khủng đang xảy ra. Rồi chúng ta nhìn thấy các cái vị lãnh tụ các thống lĩnh của thế giới này, họ chui rúc, họ trốn tránh và những điều này sẽ đang xảy ra. Sẽ đang xảy ra đang và sẽ tiếp tục xảy ra Ai có thể đứng nổi Những người được đứng để đọc những lời này sung sướng gấp vạn lần Những người đang đang gì đang lêu lỏng ngoài kia Bởi vì chúng ta được đứng nổi và đọc lời của Ngài Trước khi những cái ngày thịnh nộ nó lan đến chúng ta Nó đã xảy đến những chỗ khác rồi Nhưng nó chưa lan đến Đến đây Có đúng không ạ? Vì trước đây chúng ta cũng nghe thấy bệnh dịch xảy ra tại Vũ Hán Trung Quốc Chúng ta chỉ còn lâu nó mới đến Đến lúc gì ạ? Nằm lăn quay ra thì mới bảo ờ à, nó đến thật Đúng không ạ? nó sẽ đến sáu ấn đầu tiên đã xong bốn ấn đầu tiên là bốn con bốn con ngựa ấn thứ năm là nói về điều xảy ra cho cho dân chúa và ấn thứ sáu nói điều xảy ra cho cả thế giới này những cái điều những cái sự thiên tai kinh thiên động địa nó làm đảo lộn chúng ta cứ tưởng tượng là các nhà cao tầng này nó sẽ sụp đổ xuống và chúng ta sẽ nhìn thấy người ta chạy ra không kịp chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những người nhảy ra khỏi khỏi cửa sổ từ tầng ba mươi đúng không ạ và có những người coi như là chưa kịp chưa kịp ngáp đã đã ngất rất rất nhiều đây là điều sẽ xảy ra đang xảy ra và sẽ xảy ra và chúng ta thấy các lãnh tụ thế gian ấy họ sẽ trốn xuống các cái bong ke mà gì những cái bong ke đấy là bong ke trú ẩn để tránh bom nguyên tử họ sẽ chui xuống hầm chui rúc xuống đất giống như những con chuột chui xuống hang của nó điều đó đang xảy ra và sẽ xảy ra Bây giờ chúng ta nhìn đến ấn thứ bảy. Chúng ta cùng nhau đọc A1 đoạn 9 câu 1 câu 2. A1 đoạn 9 câu 1 câu 2. Chúng ta đọc nguyên đoạn đoạn này ạ. Hai bạn. Ta thấy Chúa đứng gần bàn thờ và phán rằng hãy đánh các đầu cột để những ngạch bị chúng động. Hãy đập sập các tượng trên đầu chúng kẻ nào sót lại của họ thì ta sẽ giết bằng gươm không một người nào trốn được chẳng có một ai thoát khỏi ở đây chúng ta nhìn thấy cảnh đập sập các tượng tất cả những cái tượng thần tất cả những cái tượng người ta dựng lên để sùng bái để thờ lạy là điều mà chúa ghét ở trong kinh thánh gọi là đức chúa trời kỵ tà đúng không ạ ngài ghét loài người đã dựng lên theo hình ảnh của ngài có linh hồn sống hít thờ không khí sống nhưng mà lại thờ thờ hình tượng và thờ các thần tượng thì tất cả những người đó sẽ không không ai trốn thoát đó là một cái điều sẽ xảy ra và chúng ta nhìn vào khải huyền đoạn 8 từ câu 1 đến câu 5 chúng ta đọc khải huyền đoạn 8 từ câu 1 đến câu 5 xin chúng ta cùng đọc hai bạn khi chiên con mở ấn thứ bảy trên trời yên lặng khoảng nửa giờ tôi thấy bảy thiên sứ đứng trước mặt được chúa trời và họ được trao cho bảy chiếc kèn. Một thiên sứ khác cầm bình hương bằng vàng đến đứng bên bàn thờ và này được ban cho nhiều hương để dâng lên. Cùng với những lời cầu nguyện của các thánh đồ trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngai. Khói hương từ thiên xây sứ với những lời cầu nguyện của các thánh đồ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi thiên sứ lấy bình hương bỏ đây lửa nơi bàn thờ và vào ném xuống đất thì có những tiếng sấm, tiếng nói, những tia chớp và động đất, những tiếng sấm nổ trên trời, những tiếng nói là những tiếng la hét của loài người ở ở dưới đất, đúng không ạ? rồi là gì à? những cái tia sét đâm xuống và những cái cuộc trao đảo để sụp sụp đổ, đó là trung cuộc. nhưng ở trong ấn thứ bảy này, khi Chúa mở cái niêm phong, ấn nghĩa là cái niêm phong, cái mà để dạ, mở ra cái đã dành sẵn, đã chuẩn bị sẵn. Đúng không ạ? Thì mở cái niêm phong thứ bảy Mở cái ấn thứ bảy đó là gì ạ? Cả bầu trời phải yên Yên lặng Chúng ta có thấy không? Khi chiên con mở ấn Cả bầu trời yên lặng Mình nên gì ạ? Khi ra trước mắt Chúa để thờ phượng Chúng ta cũng phải yên Yên lặng Hãy nói với mình cạnh là Hãy cung kính ra mắt Chúa Cả bầu trời yên lặng Mấy phút ạ? Bao nhiêu giây ạ? À nửa tiếng đồng hồ Nửa giờ Đúng không ạ? Nhưng mà nửa giờ đây ấy, có nửa giờ theo lịch ở trên đất ấy là 30 phút Nhưng nửa giờ trên trời là bao nhiêu các, các các vị có biết không ạ? Một ngày bằng một nghìn, nghìn năm Vậy thì ra Một năm có bao nhiêu? 360 ngày Một ngày 24 giờ Cứ thế mà tính ra xem nửa giờ trên trời là bao? Bao nhiêu? Amen À và vì vậy thì Ở ngày nay chúng ta ra mắt Chúa chúng ta ngồi 5-10 phút hay thậm chí 30 giây chúng ta đã nhúc nhác rồi cầm tay lướt điện thoại rồi đúng không ạ hả thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy khi chiên con mở ấn thứ bảy cả bầu trời yên lặng nó nói đến cái sự cung kính của trời đất với đấng ngồi trên trên ngài nếu cả vạn vật này còn phải cung kính với chúa huống gì chúng ta là tạo vật được chúa chuộc chúa cứu ban cho hơi thở và linh hồn sống chúng ta phải cung kính chúa amen ừ đừng nghĩ rằng chúa là đấng yêu chiều vuốt ve cái bản ngã chúng ta và chúng ta xòe xòa với chúa chúa là đấng đáng yêu đáng tin cậy nhưng cũng rất là đáng sợ và đáng thờ tôn amen thế thì cái tiếp theo là gì ạ bảy thiên sứ cầm cầm kèn đúng không ạ bảy thiên sứ cầm kèn nghĩa là nó dàn đội hình kèn là gì ạ cái kèn là kèn báo hiệu những cái điều kinh khủng hơn sẽ đến sau khi bảy ấn đã được mở mở ra thì nó lại dồn dập tiếp tiếp theo đúng không ạ là bảy bảy kèn rồi sau bảy kèn sẽ đến bảy bảy bát đúng không ạ chúng ta đọc tiếp những phần kinh thánh tiếp theo chúng ta sẽ thấy khi mỗi kèn thổi ở trên trời thì những điều gì xảy ra ở ở dưới đất này nó tương tự như bảy ấn đầu tiên nhưng mà nó ở cấp độ kinh khủng hơn đúng không ạ rồi đến bảy bát thì nó ở cấp độ kinh khủng hơn nữa đúng không ạ mà cứ tăng 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 lên và đến đỉnh điểm đó là Chúa trở lại vinh quang trên mây trời chân ngài đạp ở bên này và bên kia núi ô liu và núi đó tắt ra và trận chiến thế giới thứ ba loài người quay về Jerusalem bao vây Israel quân đội của Liên hợp quốc sẽ bị đánh tan tại đó và Chúa sẽ ngự trị trên quả đất này à, kinh thánh rất trình tự và rất rõ ràng chúng ta hãy đọc đi sau bảy ấn đến bảy bảy kèn sau bảy kèn đến bảy bảy bát và chúng ta sẽ nhìn thấy tà linh giống như ếch nhái xuất ra ở trong thế giới này. Vâng ạ. Và chúng ta nhìn tiếp bảy thiên sứ bảy cầm bảy kèn đấy nó nói đến đạo binh của Đức Chúa Trời đứng vào hàng ngũ và chuẩn bị cho gì ạ? Chuẩn bị tấn công đợt tiếp theo. À chuẩn bị tấn công đợt tiếp theo và sau bảy kèn sẽ có bảy bát. Chúng ta về chúng ta đọc. Rồi bên cạnh bảy kèn đấy lại lại nói đến đời sống sinh hoạt của con dân Chúa. Chúng ta cùng nhìn vào câu 3 đến câu 5 ạ. Đọc câu 3 đến câu 5 hai ba. Một thiên sứ khác cầm bình hương bằng vàng đến đứng bên bàn thờ, vị này được ban cho nhiều hương để dâng lên cùng với những lời cầu nguyện của các thánh đồ trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngai. Khói hương từ tay thiên sứ với những lời cầu nguyện các thánh đồ bay lên trước mặt đức chúa trời rồi thiên sứ lấy bình hương bò đầy lửa nơi bàn thờ vào và ném xuống đất thì có những tiếng sấm tiếng nói tia chớp và động đất tôi hỏi ai cầm bình hương ạ đấy là một thiên sứ khác ngoài bảy thiên sứ đúng không ạ thiên sứ cầm bình hương bằng gì ạ bằng vàng đúng không ạ trong bình hương đấy có trộn với gì ạ trộn với gì ạ Bình Hương đấy có trộn với gì từ dưới đất này lên ạ? À? Lời cầu nguyện. Chúng ta thấy biết rằng là loài người không được thắp hương. Trong Kinh Thánh nói loài người mà thắp hương ấy, ai thắp hương giống như bẻ cổ một con chó, nghĩa là đều xúc phạm Đức Chúa Trời. Loài người chỉ được dâng hoa cho Đức Chúa Trời thôi. Không được dâng, dâng hương chỉ thiên, thiên sứ ở trên trời. Bởi vì hương của con người đây toàn trộn hóa chất. Có đúng không ạ? À? Và hít hương vào là độc, độc hại. Chúa không muốn những điều độc hại đến với con người Thiên sứ tháp hương Còn cái gì trộn với hương ạ à? Hãy nói với anh lời cầu nguyện của các thánh đồ Nói đi ạ Lời cầu nguyện Bao nhiêu người đây muốn lời cầu nguyện của mình được trộn vào cái bình bằng vàng ấy xin cho biết ạ Bao nhiêu người ạ Vâng ạ À Nếu chúng ta muốn rằng lời cầu nguyện của mình được trộn vào cái hương bình bằng vàng này Chúng ta hãy khôn hồn cầu nguyện Amen học cầu nguyện, tập cầu nguyện, say mê cầu nguyện đến với Chúa trong lời cầu nguyện để mà lời cầu nguyện của mình được trộn vào trong chiếc bình bằng vàng và để được thắp lên lửa từ bàn thờ để ném xuống quả đất này, bởi vì điều gì anh em buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên. Trên trời điều gì anh em mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Nhiều người cầu nguyện mà không tin vào điều mình đang cầu, cầu nguyện nhưng Chúa vẫn có thể làm điều đó nếu chúng ta trung tín cầu nguyện. Những điều lớn sẽ xảy ra một điều đặc biệt đó là người tin chúa không được thắp hương không được đốt vàng mã chúng ta cấm kỵ điều đó bởi vì điều đó sẽ giết phần cơ thể chúng ta và làm hoen ố phần linh hồn của chúng ta nhưng chúng ta được trộn vào cái bình bằng vàng thước hương của người tin chúa chính là lời lời cầu nguyện amen à cái điều này kinh thánh dạy rất rõ không cần phải nhà thần học giải kinh viết quyển sách dài dòng chúng ta cứ thế mà làm Chúa sẽ tháo gỡ và ban phúc của chúng ta và lời cầu nguyện chúng ta sẽ được trộn vào cái bình đó rồi sẽ được thắp lửa từ bàn thờ rồi sẽ được ném xuống quả đất này nhưng khi ném xuống Chúa sẽ tránh chúng ta ra Amen à, chúng ta sẽ được gìn giữ thưa quý ông bà anh chị em vậy có ba điều chúng ta có hai điều chúng ta học thứ nhất là sáu sáu ấn trong sáu ấn có bốn con ngựa bốn màu đúng không ạ? Trắng, đỏ, đen, xanh xám. Một ấn thứ năm đó là xảy ra cho con dân Chúa phải chịu khổ ít lâu. Ấn thứ sáu nó nói đến điều xảy ra cho thế thế giới này và ấn thứ bảy nó nói đến việc trên trời phải yên lặng cung kính thờ phượng Chúa, Chúa sắp đại điện đội hình bảy thiên sứ cầm bảy kèn và rồi có một và song song đó ở dưới đất vẫn cứ gửi lên những thước hương cầu cầu nguyện hội thánh nào càng, càng ít cầu nguyện thì càng càng teo tóp cuộc đời nào càng ít cầu nguyện thì càng thoi thóp có biết không ạ đây là một, một điều hãy nói với người bên cạnh hãy siêng năng cầu nguyện nói đi ạ chúng ta có ăn thực phẩm chức năng vào chúng ta có đi làm spa để mà để mà để để mà tắm trắng nhưng mà chúng ta không cầu nguyện đời sống chúng ta sẽ thoi thoi thóp tâm linh của chúng ta sẽ teo tóp và đây là điều sẽ xảy ra và chúng ta nhìn thấy rằng sinh hoạt của thiên sứ cầm bình bằng vàng là sinh hoạt của con dân chúa và trong lời chúa nói là chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm trong kinh thánh dùng từ mấy gì ạ không phải là mấy chàng mấy nàng mấy anh em mấy hot boy hot girl mà mấy kẻ kinh thánh chúa gọi là kẻ nghĩa là gì kẻ là nghe nghe từ kẻ chúng ta có thấy 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 chịu mến đúng không ạ? Hả? À, đây là một cái điều mà thực sự là thưa ông bà anh chị em ấn thứ bảy nói đến cả bầu trời yên lặng bảy thiên sứ cầm kèn, một thiên sứ cầm binh bằng vàng. Và khi những cái điều này mà hội thánh cầu nguyện ý, thì tạ linh sẽ xuất ra. Đúng không ạ? Nhiều người sẽ phải không chịu đựng được lời của của Đức Chúa Trời. Đúng không ạ? Dù mọi sự có vẻ loạn xạ Nhưng Chúa vẫn đang kiểm soát Mọi sự theo trình tự của Ngài Các thiên sứ đang triển khai kế hoạch Như đã ghi trong cuộn sách Vậy đáp ứng của chúng ta là gì? Chúng ta biết rồi đúng không ạ? Chúng ta muốn trộn cái lời cầu nguyện của mình vào đó Nhưng mà có mấy cái đáp ứng này Chúng ta phải đọc Kinh Thánh Như tôi nói một người đọc Kinh Thánh nghiêm túc ấy, Thì kho thông tin của người đó Và tính dự báo của người đó Hơn cả một cơ quan tình báo lớn của thế giới này Nếu một người nghiêm túc nghiên cứu kinh thánh và cái thứ hai là gì ạ ngấm ngấm vào trong cuộc đời của mình mình đọc kinh thánh mình vẫn có yếu đuối mình vẫn có thất bại mình phải ngấm để mà lời kinh thánh nâng đỡ cho mình và cái thứ ba đó là gì ạ chúng ta phải làm theo lời kinh thánh là điều quý báu người nhỏ làm việc nhỏ người có sức lớn làm việc lớn cứ làm từ việc việc nhỏ từ việc trung tín nhóm lại từ việc cầu nguyện Chúa sẽ biến hóa đời sống của ông bà anh chị em đấng đang mở các ấn ở trên trời cũng đang ngự ở trong lòng của những người người tin đúng không ạ hoặc là có thể là Chúa đã bị đẩy ra khỏi ngay lòng của chúng ta nhưng vẫn lẽo đẽo theo theo chúng ta đúng không ạ hãy để ngài ngự trên ngay lòng giống như ngài ngự trên trên trời cuộc đời chúng ta sẽ được thay đổi xin chúng ta đồng đứng dậy cầu nguyện Thưa Chúa, lời Chúa là lớn và linh nghiệm. Những điều loạn xạ đang xảy ra, nhưng Chúa vẫn đang kiểm soát. Chúng con đứng đây trong trật tự, trong an lành, trong bình an, trong phước hạnh. Là bởi ơn thương xót Chúa gia hạn trên đời sống của chúng con. Vậy xin Chúa nhắc nhớ mỗi chúng con rằng, Chúa Giêsu đến, bị đâm, bị giết, chết đổ huyết trên cây thập tự. Và, đổ, và đến ngày thứ ba, ngày sống lại, thì ngài không chỉ sống lại để để lại trong biểu tượng ở thế giới này cái bệnh viện để chúng con đến chữa phần xác nhưng còn được chữa về phần tâm linh xin chúng con chạy đến với Chúa Giêsu để được sự tha thứ được được sự thanh tẩy được công vào trong nhà của Đức Chúa trời và rồi được biến đổi ở trong tâm linh của chúng con xin ban phúc cho ông bà anh chị em chúng con để chạy đến với ngài chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen chúng ta cùng ngồi